và bạn có quyền đi học những cái môn mà bạn tự chọn, và bạn sử dụng cái tài khoản đó một cách miễn phí. Có một số bạn hỏi mình là cái số giờ đó tìm ở đâu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để bạn tìm thấy cái tài khoản DIF, D-I-F. Bonjour, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về kiến thức văn hóa Pháp. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về những cái quyền lợi của người lao động, cái quyền được đi học, cái quyền được trao dồi thêm kiến thức của mình. Và đây là một quyền lợi của chính phủ và của luật lao động ở Pháp. Trong cái video trước, mình đã chia sẻ với các bạn về những cái tài khoản DIF và CPF giúp cho bạn tích lũy những cái số giờ, những cái số tiền mà bạn có thể sử dụng đi học để trao dồi kiến thức, hoặc học một ngành nghề, hoặc học một cái môn nào đó mà bạn yêu thích. Ví dụ như học nấu ăn, học thêm ngoại ngữ, học thêm những cái kỹ năng về máy tính. Tất cả có rất nhiều, và bạn có quyền đi học những cái môn mà bạn tự chọn, và bạn sử dụng cái tài khoản đó một cách miễn phí. Trong cái video trước mình đã chia sẻ rất là kỹ, nếu các bạn còn chưa hiểu rõ thì xin mời các bạn hãy quay lại xem cái video trước mà mình sẽ để lại trong phần miêu tả. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để bạn tìm thấy cái tài khoản DIF, D-I-F, mà bạn phải dồn qua cái tài khoản CPF trước ngày 31 tháng 6 năm 2021 này, để đừng mất đi những cái giờ mà bạn đã tích lũy trước năm 2015. Có một số bạn hỏi mình là cái số giờ đó tìm ở đâu. Cái số giờ mà bạn tích lũy từ DIF, nếu như bạn đi làm trước năm 2014, nó sẽ nằm trên cái bảng lương của bạn, tiếng Pháp gọi là fiche de paye hoặc là bulletin de paye. Bảng lương của bạn, bảng lương tháng 12 năm 2014, hoặc là bảng lương của tháng 1 năm 2015, nó sẽ ghi rõ cho bạn cái số giờ mà bạn tích lũy được trong quá trình bạn đi làm trước năm 2014. Nếu như bạn vẫn không tìm thấy trên cái bảng lương của mình thì bạn hãy liên hệ với công ty cũ, cái công ty mà đã mướn bạn làm việc trong cái giai đoạn đó, để người ta cho bạn cái certificate hoặc là cái attestation de droit de DIF, để cho bạn có cái số giờ đó để bạn điền vào, hoặc là cái certificate de travail của năm 2014 để cho bạn có cái số giờ đó bạn điền vào. Và cũng như bạn sẽ phải tải cái certificate đó để chứng minh trên cái tài khoản CPF của bạn. Nó rất là đơn giản, bạn scan cái tờ đó hoặc scan cái bảng lương đó và bạn tải vào, nó rất là đơn giản, và trong mấy giây là bạn ngay lập tức sẽ tức thì nó đổi từ giờ và nó nhập sang tức thì cho bạn trong cái tài khoản CPF, có nghĩa là số tiền của bạn nó sẽ tăng lên. Nếu các bạn thấy cái thông tin này nó thú vị cho tất cả mọi người đã từng làm việc ở Pháp thì các bạn hãy share, hãy chia sẻ cái thông tin này, cái video này cho tất cả mọi người đều biết, để họ đừng có mất đi cái tài khoản DIF của họ. Và nếu như bạn đã yêu thích cái sự chia sẻ này thì hãy cho mình một like, một share, một bình luận để động viên bản thân mình cũng như phát triển kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ, quan tâm, động viên. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Au revoir.